Sáng ngày 27 tháng 3, Ủy ban nhân dân quận họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị, tham dự có lãnh đạo các phòng ban các phường thuộc quận. Quý 1 năm 2024, các phòng ban đơn vị các phường tiếp tục tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. 7 trên 12 cơ quan và 6 trên 10 phường hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính, theo danh mục Ủy ban nhân dân quận ban hành. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã giải quyết đạt 93,62% về số hóa thành phần, đạt 99,87% về kết quả giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hội nghị cũng đánh giá vẫn còn một số mặt tồn tại cần khắc phục. Ba phòng tài nguyên và môi trường, tài chính và kế hoạch, quản lý đô thị và bốn phường, đồng hòa Bắc Sơn, Tràng Minh Quán Chữ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành quá hạn giải quyết nhiệm vụ Ủy ban nhân dân quận giao. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn quận trên cổng dịch vụ công quốc gia hiện mới đạt 25%. Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Phong Doanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận ghi nhận sự quyết liệt tích cực của các phòng ban các phường tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của ủy ban nhân dân quận tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt đồng chí lưu ý trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính các đơn vị giả soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xây dựng và chấp hành nghiêm tiêu chuẩn iso 95. 2001 tuân thủ quy trình giải quyết đúng quy định. Các phường khảo sát trực tiếp mức độ hài lòng của công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Có giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Các ngành đơn vị tiếp tục nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân.